trước ngày hôm nay cũng đã đến rất lành để cùng tổ chức buổi lễ ra mắt cho tân gia chủ, vợ chồng anh chị Hiệp Nhi ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị tân khách quý đã đang hiện diện ở khán phòng hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay. Quý vị chúng ta sẽ cùng tạm ngừng đủ một ít phút và cùng nhau hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu ngày hôm nay để cùng tổ chức buổi lễ ra mắt cho tân gia chủ, vợ chồng anh chị Hiệp Nhi làm sao được thành công tốt đẹp và thành công rực rỡ. Trân trọng kính mời và thân ái kính mời tới toàn thể quý vị. Xin được đồng nhiệm chào mừng chào đón các thể các cùng công tác bào gồm sự cảm ơn các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Và lời nói đầu tiên cho phép Hải Đăng xin được kính chào mời của tân gia chủ, xin gửi đến toàn thể của vị quan khách một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và kính thưa toàn thể của vị thân mến, và đến giờ phút này đây, ban tổ chức Hải Đăng sẽ không để quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Trân trọng kính mời toàn thể của vị tân khách quý, chúng ta sẽ cùng long lanh ánh nhìn của mình bên phía cánh cổng khán phòng hạnh phúc của gia đình anh chị Hiệp Nhi ngày hôm nay. Vâng ạ, trân trọng kính mời vợ chồng tân gia chủ, vợ chồng anh chị Hiệp Nhi hãy cùng tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim hòa chung nhịp đập để cùng ở diễn trường lên sân khấu để ra mắt diễn kiến toàn thể của vị tân khách quý ngày hôm nay. Trân trọng kính mời tân gia chủ ngày hôm nay, vợ chồng anh chị Hiệp Nhi cũng như hai người con yêu quý của gia đình để cùng di chuyển lên sân khấu để ra mắt diễn kiến tân thị của vị công nhất ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời vợ chồng gia đình anh chị Phan Huệ ngày hôm nay cũng sẽ cùng nắm chặt tay nhau để cùng bước lên sân khấu lễ đài đăng quang để cùng ra mắt diễn kiến tân thị của vị ngày hôm nay. Trân trọng kính mời gia đình. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời vợ chồng em Trường ạ. Vâng ạ, vợ chồng em Trường cũng sẽ lên sân khấu để ra mắt diễn kiến toàn thể của vị ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Đùa một ít phút và cùng nhau hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu để đón đón quang ngày hôm nay. Vâng ạ, trân trọng kính mời lại gia đình của chúng ta sẽ cất trương đến chân rồi bước của mình. Vâng ạ, trân trọng kính mời gia đình anh chị gia chủ, vợ chồng anh chị Hiệp Nhi và vợ chồng anh chị Xuân Huy và vợ chồng anh chị Thuận Hòa cũng đã lên sân khấu để ra mắt diễn kiến toàn thể của vị. Và ngay giây phút ở đây, trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng cúi một cái đầu thật sâu để kính chào cũng như ra mắt diễn kiến toàn thể của vị ngày hôm nay. Một cái cúi chào bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn được cả nhà mình ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể của vị rất nhiều. Ở trên ngôi đình này, bà mẹ Pinh Long Hoa Sương bởi đi sông mải sông mê bà mẹ Pinh Long Châu Phủ Lai Côn sông bản sàm na sông viên sàm xã hóc cả nàng cột bia hát đàn thất lâm nửa xử lý vì vô kiện mắc tung mắc tung mắc mật bảo thất mật là sùng tài chuan và bị ai kiểm đi các bà bà ơi. Trước mắt tranh này bà mẹ Pinh Long Hạc Sương bạn tổ chức sông lục sông đàn của bà mẹ sàm gần xưa đi sơ tăng nà chuan và bị ai kiểm đi đây sông sông chúc ngân tranh này bà mẹ Pinh Long Hạc phụ diện đi bàn còn tìm chờ bàn phụ diện cả bước còn tìm chờ vụ phụ bên ca lấy ca ý bàn không phụ dùng đồng dùng na mít bà tổ màu liên đồng đồng hợp bất nhận sùng dao phụ hết mít bờ sáu lệ bờ phụ chờ bàn phụ hết mít làn sáu lệ làn phụ bó phát như nụ phụ hết mít chủ sáu lệ chủ phụ trần lý trần thân về đâu số này số hết bà mẹ bị đau nữa. Vâng, ít là tiền của vị thân mến và trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta anh cũng hạc bằng đốt cho mình một ngôi nhà khang trang sạch đẹp đầm ấm để cùng gia đình hội tụ với kết thúc đoàn thể của vị thân mến và vợ chồng anh chị Hiệp Nhi đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng vất vả chờ mong để có được ngày hôm nay. Vâng ạ, vâng, anh vợ chồng anh chị Hiệp Nhi ngày hôm nay và phải nói rằng là có sự có mặt đông đủ của tất cả các vị thân khách quý đến từ nhiều mảnh đất quê hương bảy miền, các cụ phong các bà cô dì có mờ các bạn trẻ làm người thanh niên chúng ta đã cùng nhau bất chút thời gian và ngọc của mình để cùng trở về đây để cùng chung vui cùng chúc mừng với tiệc tân gia đại khách của gia đình ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể của vị thân mến, và ngày hôm nay thì vợ chồng anh chị Hiệp Nhi cũng đã chọn được một ngày lành tháng tốt để cùng tổ chức buổi lễ tân gia đại khách hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024, tức ngày 2 tháng 12 năm Quý Mão, tại gia đình anh chị Hiệp Nhi có địa chỉ tại bản Thạc Sang, xã Mười Nòi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ban tổ chức sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi tiệc tân gia đại khách của gia đình anh chị Hiền Nhi xin phép chính thức được bắt đầu. Và lời được quý vị chúng ta cùng dành ra một tràng hoan thiên thật lớn để chúc mừng. Vâng, ngày lại gia đình của chúng ta hãy nở những nụ cười thật tươi lên như nào. Lấy thêm mái hoa bán tổ chức sốc lùng sốc đàn nên sự cảm quyết tích này phò mê phì nông trong phù lãnh con hóa dân đường sân dạp ở đây. Tôi đừng mới phò mê phì nông hóa cả đàn cổng mưa trông tọc cho nhà được thêm mái phò mê phì nông ơi. Sẽ cầu để có những bó hoa tươi thắm nhất ngày hôm nay để gửi gắm đến gia đình chú của mình. Bác xin mời. Để có những bó hoa tươi thắm nhất ngày hôm nay gửi gắm gửi gắm cho chú của mình. Bác xin mời. Và biết vui tú và gia đình em quý ngọc ngày hôm nay sẽ có những phần quà để gửi gắm gửi tặng, đó chính là những bó hoa tuyệt vời. Vâng, trân trọng kính mời. Và tiếp với chương trình, trân trọng kính mời gia đình cháu Thủy Chi cũng sẽ có những phần quà để gửi gắm gửi tặng. Vâng, trân trọng kính mời gia đình cháu ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Và cũng chỉ còn một ít phút là thời quý vị ơi. Và chúng ta cùng cầu chúc cho tân gia chủ ngày hôm nay chuyển sang ngôi nhà mới tân tài tân lộc, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình. Với kính thưa toàn thể quý vị và một lần nữa cho ban tổ chức cũng xin được lỡ lời cho tân gia chủ, vợ chồng anh chị Hiệp Nhi xin được trân trọng cảm ơn hàng xóm láng giềng, cũng như trân trọng cảm ơn những anh thợ điện thợ xây thợ nước đã cùng góp sức chung tay để cùng tạo nên một ngôi nhà khang trang sạch đẹp của vợ chồng anh chị Hiệp Nhi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời gia đình cháu Thủy Chi sẽ lên sân khấu ngày hôm nay để có bó hoa tươi thắm gửi tặng cho gia đình. Vâng, trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, trân trọng kính mời món quà gia đình anh chị Tịnh Quân. Vâng ạ, trân trọng kính mời gia đình anh chị Tịnh Quân. Vâng ạ, đã có những món quà trên sân khấu rồi. Và tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời vợ chồng anh chị Hiệp Nhi sẽ tiến về phía bàn tiệc để cùng nhau cắt bánh ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, xin mời cái ngày hôm nay để cùng nhau chuẩn bị rút những tờ tiền và gia đình anh chị Tinh Quân và vợ chồng ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời hai chị sẽ hỗ trợ cho vợ chồng anh chị Hiệp Nhi ạ. Vâng, hãy cùng nhau thắp lên ngọn nến lung linh nhất ngày hôm nay. Và ngay giây phút ở đây xin được trân trọng kính mời vợ chồng anh chị Hiệp Nhi sẽ tiến lên phía tháp bánh và cùng nhau tay trong tay ạ, cùng tay trong tay nha. Vâng, xin mời hãy cùng kéo những tờ tiền ở trong chiếc bánh ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và quý vị chúng ta được chứng kiến cặp vợ chồng yêu thương, vợ chồng tân gia chủ anh chị Hiệp Nhi ngày hôm nay đang cùng lần lượt xuất những tờ tiền trong chiếc bánh ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và một lần nữa đại gia đình của chúng ta cũng dành ra một tràng vỗ tay thật lớn thật đồng nhiệt để cùng chúc mừng được không cả nhà mình ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn vợ chồng anh chị Tinh Quân và vợ chồng anh chị Vào Trong. Và một lần nữa cho ban tổ chức cũng xin được nói lời cho gia chủ ngày hôm nay trân trọng cảm ơn đang được chén rượu đậm đậm nhất ngày hôm nay. Vâng ạ, và một lần nữa cho ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị và khách quý chúng ta sẽ cùng nhau và anh em của mình lên sân khấu ngày hôm nay và cùng nhau rót ra những chén rượu đậm ấm nhất để cùng uống với đại gia đình ngày hôm nay, được không cả nhà mình ơi. Lên kính mời ban tổ chức xuất người xuất nạn để sắp cả mây ai em tích này qua ngày khi nào trong phủ lại cô nào hát dân đằng sân giả bà nì hát cả nào thay lâu sân chén hát mắt tìm hát cả nào nhớt chén lâu cân sông kinh thời chú ân của mỹ anh Hiệp Nhi bà nì lại buồn hát máu lạc sừng qua ngày khi nào ơi
Vâng ạ, trân trọng kính mời vợ chồng anh chị sẽ cùng tay trong tay ạ, rót ra được chén rượu đồng ấm nhất ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời gia đình sẽ cùng tay trong tay anh chị. Vâng, ngày hôm nay đây trân trọng kính mời vợ chồng anh chị Thiệp Nhi sẽ tập lấy người mời mỗi người hai chén rượu để mời những bậc làm anh làm chị của mình. Vâng, trân trọng kính mời. Và ngay đây vẫn ở đây, trân trọng kính mời các anh các chị sẽ nhận lại tình cảm của hai em của mình ngày hôm nay trước sự chứng kiến của đoàn thể quý vị tại khách quý. Vâng ạ, cho bạn tổ chức long trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng rót rượu vào chén của mình. Đây, thật đầy và nâng cao thật cao, đúng không cả nhà mình ơi? Bình ơi! Đâu rồi ạ? Rót rượu vào chén của mình đầy chưa? Cùng nâng chén rượu của mình lên được không ạ? Và ngay giây phút này, trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ trở về vị trí ban đầu của mình. Sẽ trở về vị trí ban đầu của mình. Và chúng ta sẽ cùng tạo thành một vòng cung hình chữ U để chạm đi nhau. Con xin mời. Xin mời đại gia đình sẽ tạo thành một vòng cung hình chữ U để chạm đi nhau ạ. Trân trọng kính mời đại gia đình sẽ chạm đi nhau. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và một lần nữa cho ban tổ chức long trọng kính mời tất cả quý vị đoàn khách quý. Vâng ạ, và ngày hôm nay thì chắc hẳn là vợ chồng anh chị Thiêm Nhi để mà đi mời từng bàn tiệc cơm tiệc rượu thì chắc chắn là sẽ không được, cho nên ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng rót rượu vào chén của mình, nâng cao thật cao để cùng uống với đại gia đình ngày hôm nay, được không quý vị ơi? Đi cùng 1 2 3 xô, 1 2 3 uống và 1 2 3 chúc mừng tân gia đại cát, được không cả nhà? Cả nhà mình ơi, chuẩn bị xong chưa? Xin được trân trọng cảm ơn tất cả các đoàn thể quý vị đoàn khách quý ngày hôm nay. Chúng ta đã cùng tạm ngừng đường và cùng nhau với anh chị cùng mình lên sân khấu của gia đình anh chị ngày hôm nay để cùng tổ chức buổi lễ ra mắt cho vợ chồng anh chị Thiệp Nhi được thành công tốt đẹp và thành công rực rỡ. Và ngày giây phút ở đây, trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau sống được bàn tiệc cơm tiệc rượu, được cùng nhau mời rượu mời cơm tất cả quý vị đoàn khách quý. Trân trọng kính mời.